Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Video NLP. Tôi là Nguyễn Xuân Hương, dành cho những ai quan tâm đến việc nâng cao năng lực bản thân, nâng cao được giá trị và muốn kiến tạo một cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng. Hãy nhấn vào chuông để đăng ký kênh video này để đảm bảo chắc chắn rằng bạn sẽ liên tục cập nhật được những video mới nhất từ tôi. Còn bây giờ video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn về hiểu về năng lực bản thân. Vậy hiểu về năng lực bản thân là gì? Khi ta nói về năng lực bản thân là ta nói về khả năng hành động của mỗi một con người chúng ta để giải quyết mọi vấn đề và để đạt được những mục tiêu mà mình mong muốn. Đấy, năng lực bản thân nghĩa là khả năng hành động của con người chúng ta để giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong cuộc sống và đạt được kết quả mà chúng ta mong muốn. Chúng ta thường nghe khi mà lãnh đạo hay là khi đồng nghiệp làm cùng với nhau nhận xét về một người trong công việc thì chúng ta thường nói rằng là anh ấy hay là cô ấy là người có năng lực, là người rất giỏi. Như vậy là khi nhìn vào một con người và nhìn vào những kết quả công việc hay là những cái vụ việc mà một con người cụ thể đã giải quyết trong suốt một tiến trình dài thì người ta sẽ nói rằng người ấy là người giỏi, người ấy là người có năng lực. Thì đấy là năng lực bản thân. Vậy năng lực ở đây thì gồm những gì? Ví dụ như là xét trong khía cạnh về công việc và sự nghiệp. Nếu như một người trong vai trò là một chủ doanh nghiệp, người này liên tục dẫn dắt doanh nghiệp của mình mở rộng quy mô, phát triển bền vững trong suốt nhiều năm liền trước bất chấp mọi hoàn cảnh của thị trường, mọi cái biến động của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, thì mọi người sẽ nhìn nhận người chủ doanh nghiệp này là người có năng lực, là người giỏi. Ví dụ như là chúng ta nhìn thấy những nhân tố xuất sắc như là anh Phạm Nhật Vượng của Vingroup, rồi anh Trần Đình Long của tập đoàn Hòa Phát, rồi Trần Bá Dương của Thaco Trường Hải, rồi rất nhiều những lãnh đạo khác, họ liên tục dẫn dắt phát triển doanh nghiệp của mình, tập đoàn của mình phát triển bền vững và liên tục mở rộng quy mô. Thì đấy là những người có năng lực, thì đấy gọi là năng lực lãnh đạo. Còn trong cuộc sống gia đình, nếu một người mà kiến tạo được một gia đình hạnh phúc, một nền tài chính của gia đình đó dư giả và các thành viên của trong gia đình đó đều có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, thân thiện, cởi mở, yêu thương và cho đi, thì người này có năng lực kiến tạo hạnh phúc gia đình. Thế thì để dẫn dắt một doanh nghiệp hay kiến tạo một hạnh phúc một gia đình ấy, thì chúng ta đều phải có những cái năng lực giải quyết được rất nhiều vấn đề nảy sinh trong doanh nghiệp hay trong cuộc sống gia đình. Nó đòi hỏi về năng lực chứ không thể nào bằng những cái hiểu biết tự phát, bằng những hệ giá trị tự phát, bằng những thói quen mô thức tự phát để chúng ta có thể giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống này. Ngược lại, vậy thì nếu một người yếu, thiếu năng lực thì sao? Nó sẽ thể hiện ngay trong kết quả. Ví dụ như là trong việc dẫn dắt doanh nghiệp chẳng hạn, thì doanh nghiệp thì dậm chân tại chỗ hoặc là ngày càng suy giảm và có nguy cơ là đóng cửa và phá sản. Nội bộ doanh nghiệp thì mất đoàn kết, những vấn đề nảy sinh trong doanh nghiệp thì người lãnh đạo này không giải quyết được, và vấn đề của doanh nghiệp ngày càng tệ hại và nghiêm trọng hơn. Hay là xét trong khía cạnh về hạnh phúc gia đình chẳng hạn, một người chủ gia đình và người này thì có cái gia đình nó không hạnh phúc, vợ chồng thì bất đồng quan điểm, mối quan hệ của các thành viên trong gia đình thì vô cùng nặng nề, mất kết nối, và bản thân cái người chủ gia đình này thì luôn luôn cảm thấy bất an này, cáu giận này, rồi thất vọng về chính bản thân mình và thất vọng với mọi thứ xung quanh. Thì cái điều này nó phản ánh rằng người này đang thiếu và yếu năng lực xử lý giải quyết những vấn đề xung quanh cuộc sống của mình, từ công việc cho đến các mối quan hệ gia đình cho đến bản thân mình. Vậy làm thế nào
để chúng ta có năng lực bản thân. Các bạn có thể xem những video tôi đã chia sẻ trước đây tại kênh này. Ví dụ như là những video hiểu về toàn bộ cuộc đời, rồi video về hiểu về bản thân, hiểu về mọi người, rồi hiểu về thành công, hiểu về chiến lược thành công. Khi ta hiểu được những điều đó và ta bắt đầu ứng dụng nó vào cuộc sống, vào công việc, và bắt đầu hóa giải được những mâu thuẫn, giải quyết được những vấn đề không hiệu quả để trở nên hiệu quả, thì nghĩa là năng lực bản thân của chúng ta đã nâng cao hơn so với trước. Nâng cao hơn so với trước. Bởi vì các bạn đã học được những điều gì đó từ những cái video của tôi chia sẻ, hay từ những video nào đó của những người thành công, những nhà huấn luyện, những cái bậc học giả hay giác ngộ. Bạn lĩnh hội được thì nghĩa là bạn đã nâng cao được cái năng lực bản thân. Và nếu bạn muốn có một sự nghiệp phát triển quy mô to lớn và thịnh vượng hơn nữa, nếu bạn muốn gia đình bạn hạnh phúc, bản thân bạn có một cuộc sống viên mãn về tinh thần, về sức khỏe, về thể chất, thì đương nhiên rồi, bạn cần phải nâng cao cái khả năng của bản thân của mình, nâng cao cái năng lực bản thân của mình. Vậy nâng cao năng lực và khả năng bản thân là nâng cao gì? Tôi cũng có một cái video chia sẻ với các bạn về hiểu về phát triển bản thân. Hiểu về phát triển bản thân là gì? Phát triển bản thân nghĩa là ta phát triển bản thân mình có hai cái khả năng, hai khả năng cơ bản. Khả năng thứ nhất là khả năng về sự hiểu biết mọi quy luật của cuộc sống này. Mọi quy luật cuộc sống này. Ví dụ như là quy luật là nhân và quả trong cuộc sống này, ta phải hiểu rõ được điều đấy. Khả năng hiểu biết được chuyện đó. Và rất nhiều những quy luật khác đang vận hành cuộc sống này, đang định hướng cuộc sống này. Khi ta hiểu được những quy luật đó, thì ta ứng dụng những quy luật đó, xuôi dòng với quy luật đó, phù hợp với những quy luật đó mà không đi ngược dòng, thì cuộc sống sẽ trở nên vô cùng dễ dàng và ta sẽ thành công. Đấy là khả năng thứ nhất, hiểu về mọi quy luật cuộc sống. Và khả năng thứ hai là khả năng làm được, giải quyết được mọi vấn đề phát sinh trong cuộc sống này để đạt được kết quả mong muốn. Đấy, khả năng thứ hai là khả năng làm được, khả năng giải quyết được mọi vấn đề trong lĩnh vực của mình, trong cuộc sống của mình. Thì phát triển bản thân hay là phát triển năng lực bản thân là chúng ta phát triển hai cái khả năng đó ở bản thân mình. Làm thế nào để bạn có thể phát hiện ra là mình là người có năng lực bản thân hay chưa có, hay là mình còn yếu và thiếu? Hãy nhìn vào kết quả của mọi khía cạnh xung quanh cuộc sống của bạn. Thứ nhất là nhìn vào thu nhập của bạn, nó đang ở mức độ bao nhiêu. Nếu cứ dưới 20 triệu một tháng thu nhập thì nghĩa là năng lực còn rất yếu và rất thiếu. Nếu bạn thu nhập là 50 triệu một tháng trở lên cho đến 100 triệu một tháng trở lên thì nghĩa là bạn đang có năng lực để ứng xử, giải quyết và làm được một số vấn đề, kết quả trong cuộc sống này. Còn nếu bạn tạo ra những một sự nghiệp thịnh vượng thì nghĩa là bạn đang có năng lực lãnh đạo, năng lực ứng xử, tư duy tầm nhìn để giải quyết mọi vấn đề. Đấy nhá, tín hiệu thứ nhất, bạn nhìn vào thu nhập của bạn. Tín hiệu thứ hai, bạn nhìn vào sự phát triển về sự nghiệp của bạn. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp thì nhiều năm qua doanh nghiệp có phát triển không? Và trong thời gian tới với cái bối cảnh công nghệ, xu hướng ngày càng phát triển nhanh như vũ bão hiện nay, thì cái doanh nghiệp của bạn đang bắt kịp thị trường không? Và nó đang có dẫn đầu xu thế không? Thì để cho thấy rằng mình có năng lực bản thân để dẫn dắt doanh nghiệp tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ 4.0 không? Rồi bạn sẽ nhìn vào hạnh phúc gia đình. Có đang hạnh phúc? Các thành viên trong gia đình có đang vui vẻ và thoải mái trong cái điều kiện phát triển không? Rồi bản thân bạn nữa, bạn có đang cảm thấy hào hứng với cuộc sống này không? Công việc bạn đang làm, bạn có thấy thích không? Và nó có hiệu quả không? Bạn có đang cảm thấy bất an, rồi bất bình, rồi thất vọng với những điều gì xung quanh không? Thì nhìn vào tất cả mọi mặt, mọi khía cạnh của cuộc sống để bạn thấy. Nếu bạn cảm thấy vô cùng hào hứng, dư dả, đủ đầy, yêu thương, cảm thấy sảng khoái thoải mái,
Bạn cứ muốn gì là bạn có được. Vấn đề gì xảy đến với bạn là bạn giải quyết được một cách rất dễ dàng và thoải mái, thì nghĩa là bạn có năng lực bản thân. Còn nếu không thì ngược lại. Và bây giờ, khi bạn đã hiểu thế nào là năng lực bản thân và như thế nào là còn thiếu và yếu năng lực bản thân, bạn sẽ biết bây giờ mình làm cách nào rồi chứ. Bạn sẽ biết từ giờ trở đi mình phải ra cái quyết định như thế nào cho bản thân mình rồi chứ. Rồi chúc mừng bạn. Bởi vì kết quả của mỗi chúng ta ngày hôm nay là những gì mà mình đã chọn, mình đã làm từ 3 đến 5 năm trước đây. Vậy thì 3 đến 5 năm tới đây, kết quả của mỗi chúng ta như thế nào, của bạn như thế nào, của tôi như thế nào, nó phụ thuộc hoàn toàn vào ngày hôm nay ta bắt đầu quyết định chọn gì, ngày hôm nay ta biết bắt đầu quyết định mình làm gì từ ngày hôm nay, để 3 năm tới, 5 năm tới mình lại có một kết quả mới. Và bạn thân mến, nếu bạn muốn nâng cao toàn diện năng lực bản thân, hãy để lại comment cho tôi. Và bạn thân mến, nếu bạn muốn nâng cao năng lực bản thân để mình có đủ những cái năng lực để kiến tạo một cuộc sống hạnh phúc và một sự nghiệp phát triển bền vững, thịnh vượng, thì hãy để lại comment cho tôi. Tôi và đội ngũ sẵn sàng hỗ trợ bạn. Và đương nhiên rồi, tôi có những khóa huấn luyện đào tạo NLP để giúp bạn nâng cao toàn diện năng lực và cái khả năng hiểu biết mọi quy luật cuộc sống. Bạn hãy tham khảo, chúng tôi để lại những landing page giới thiệu chi tiết về khóa học ở dưới những video này. Và nếu bạn thấy video này là giá trị thì hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng ký theo dõi kênh, và hãy chia sẻ video này đến những người bạn mà bạn quan tâm, để tôi nhận ra rằng những video tôi chia sẻ nó hữu ích với bạn và những người mà bạn quan tâm. Còn bây giờ thì tạm biệt bạn, hy vọng sẽ hẹn gặp lại được bạn trong những khóa huấn luyện đào tạo NLP vô cùng tuyệt vời của tôi. Tạm biệt.